Những tháng vừa qua, dịch sốt xuất huyết bùng phát tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm của dịch bệnh có thể gây tử vong này. Vào thời điểm dịch sốt xuất huyết bùng phát, huyện Đạ Tẻ được xem là địa phương trọng điểm của dịch sốt xuất huyết với 34 ca mắc bệnh. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp cũng như những diễn biến khó lường của thời tiết như hiện nay, ngành y tế huyện Đạ Tẻ đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch để nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình bà Phạm Thị Tuyết ở tổ dân phố 2D, thị trấn Đạ Tẻ có một cháu nhỏ bị sốt xuất huyết vừa được xuất viện. Hôm nay gia đình bà được cán bộ y tế dự phòng của huyện đến hướng dẫn về cách phòng chống sốt xuất huyết, vấn đề mà người dân thường chủ quan bỏ qua. Được các bác sĩ tư vấn thì cái về cái môi trường thì tôi cũng nghĩa là cố gắng sạch sẽ và thu gom rác thải rồi nước đọng thì tôi cũng khắc phục để làm cho sạch sẽ. Nói chung là vệ sinh trong nhà hay là nước thải các nhất thì cũng gọn gàng sạch sẽ. Nên là cũng không còn cái trường hợp đó xảy ra nữa. Đà Tẻ là địa phương có khí hậu nóng ẩm, cộng thêm thời tiết mưa nhiều như hiện nay, là điều kiện để muỗi sinh sản và phát triển nhanh. Và đây là nguồn lây lan mầm bệnh sốt xuất huyết. Chính vì vậy, để tránh việc xuất hiện các ca mắc sốt xuất huyết mới, ngành y tế huyện Đà Tẻ đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong huyện, xác định vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao mắc sốt xuất huyết để triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Kêu gọi các bà con là làng xóm và những người cán bộ trong thôn, ví dụ như là ông thôn trưởng với là ông mặt trận với lại mấy cái các chị cùng ban dân chính với nhau là cùng tuyên truyền các làng xóm láng giềng, ai cũng phải thu gom phế thải, và chủ yếu là đặc biệt là vào mùa mưa nước không được đọng các dụng cụ chứa nước. Trong cái năm nay thì bệnh sốt xuất huyết nó đến nó không giống như năm ngoái. Năm ngoái thì sau khi tháng 8 mới có, nhưng mà năm nay là bắt đầu tháng 6 là bắt đầu là ca bệnh nó gia tăng đột biến. So với năm ngoái là tăng rất là cao. Từ đầu năm là chỉ có 2 ca, nhưng mà trong tháng 6 là có hơn 30 ca. Mà nó chỉ khư trú ở trong một số khu phố. Cho nên là cái tình hình nó gia tăng như vậy, thì trước tình hình đó thì được sự chỉ đạo của ban giám đốc thì đội y tế dự phòng cùng với trạm y tế xã là đã có những cái tham mưu trực tiếp với ban giám đốc, tham mưu với chính quyền địa phương để vào cuộc, và chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều cái đợt giám sát trước, giám sát ca bệnh, giám sát trước sau khi xử lý ổ dịch, và có những cái vấn đề gì mà còn đấy là chúng tôi xin ý kiến của các cơ quan, cho nên là chúng tôi là đã khống chế tương đối kịp thời. Trong vòng một tháng là đến một tháng nay là không có ca bệnh mới xảy ra trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện ghi nhận trên 34 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tuy chưa có trường hợp nào tử vong, song số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Để chủ động trong công tác phòng chống sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế huyện Đà Tẻ đã thường xuyên cử cán bộ theo dõi và giám sát hàng ngày các điểm đã có nguy cơ xuất hiện sốt xuất huyết. Để khi phát hiện có sốt xuất huyết thì lập tức khoanh vùng, triển khai các biện pháp phòng chống. Chúng tôi tổ chức cho đội y tế dự phòng đi giám sát ngay, tiếp cận với người bệnh và điều tra về vấn đề dịch tễ. Với cái điều kiện thời tiết nó đang diễn biến phức tạp như thế này thì cái khả năng dịch quay trở lại vẫn còn. Đồng thời với những cái địa bàn, địa phương xung quanh, tình hình bệnh cũng vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Cho nên là chúng tôi vẫn đang tiếp tục triển khai công tác giám sát ở các cái ổ dịch diễn ra, và ở tại bệnh viện thì cũng vẫn là cái phát hiện sớm các cái bệnh nhân sốt xuất huyết để mà kịp thời ngăn chặn cái bệnh dịch tại địa phương. Hiện nay tình hình sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Đà Tẻ đã được khống chế, nhưng ngành y tế địa phương vẫn tăng cường công tác tuyên truyền người dân không chủ quan lơ là trong việc phòng chống sốt xuất huyết. Đồng thời khuyến cáo bệnh sốt xuất huyết hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng bệnh. Vì vậy, mọi người dân cần chủ động phòng chống sốt xuất huyết bằng cách thường xuyên diệt muỗi, diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi ẩn trú của muỗi, để từ đó hạn chế thấp nhất số người mắc sốt xuất huyết trên địa bàn.